lệ tay. Sao em lại lừa anh được? Anh cho em thấy những thứ em chưa từng được thấy thì em sẽ cho anh chứ. Anh đã nói thiệt đâu, anh đã nói thiệt đâu mà bảo em lừa. Nên thử coi, biết đâu trúng mánh, trúng số độc đắc hay sao. Chẵn về. Anh phải hành động đã chứ, thì em mới... Trời, như vậy là nóng. Anh có nghe người ta nói không? Muốn lấp đầy trái tim là phải lấp đầy cái bao tử. Cho em thấy những thứ em chưa từng thấy. Thế mà cho em những thứ mà anh muốn chứ, đúng không? Cái gì cũng vậy. Cái combo em chưa thấy. Combo. Trong hộp quà kế bên là sẽ phần combo. Hai cái combo phía sau em chưa từng được thấy, em muốn thấy một lần. Hai cái sau. Tứ cho em mọi người ơi. Cảm ơn em. Ủa. Còn một cái nữa đúng không? Còn một cái nữa mà đúng không? Còn một cái nữa mà đúng không anh? Sao lại lừa? Cảm ơn anh. Cho em gặp nhiều may mắn á. Tứ tiếp cho em. Mày ốc à? Không đâu, mày vẫn làm mà. Mày em lại bản A. Không lừa, em không lừa. Nói gì đâu mà lừa. Cái từ từ ngày mai. Ngày mai 9:30. Sốc đi à. Sóc đĩa 9:30 50 rồi. Ok không? Sóc đĩa 9:30. Sáng ngày mai. Không, sao lại buồn? Sao lại buồn? Thêm bảo là ngày mai 9:30. Sóc đĩa. Tứ tiếp cho em mọi người ơi. Tấm cám. Tứ này anh. Hút tứ không? Cảm ơn Lan. Em đâu có lừa đâu. Nói thiệt mà. 51 rồi em xuống like giờ luôn rồi. Tại anh vào muộn quá chứ đâu phải tại em lừa anh đâu. Chẵn. Chẵn sấp đôi mọi người. Chia tay nhau món quà nữa không? May gặp.
đĩa. À, 9 rưỡi sáng ngày mai giờ Việt Nam. Bitmore check SDB. SDB ở Ren Button. 10 giờ là Baccarat. À. Lẻ tài mọi người ơi. Cả nhà ơi, lẻ tài có ai hút không ạ? Có ai chia tem món quà xuống like không mọi người? Xuống like đi gì rồi mọi người ơi. Nữa đi ăn. Nữa đi ăn. Tấm cáo với nữa đi ăn. Cảm ơn lắm. 6 cái nữa đi. 6 cái nữa. 5 cái. Ủa. Cảm ơn anh. Không cho đủ chục cái à? Cho đủ chục cái lên chứ. Đứng ngang gì? Sao lại lừa? Cho đủ chục cái kia. Tứ ạ. Chẵn tứ. Chẵn tứ mọi người ơi. Tấm cám. Xong rồi 7 cái đứng ngang gì? 3 cái nữa cho đủ chục đi. Tấm cám ơi. Không có lừa. Ơ, sao lại lừa nhỉ? Chẵn sấp. Chẵn chim sẻ. Xin thế nhỉ? Xin không anh? Xứng đáng một chiếc xe không anh? Xin sắn này có xứng đáng một chiếc xe không? Nhật ơi, anh Nhật em vẫn chưa đi hả? Nhật ơi, em xin lỗi nhờ, em không biết hô thiệt. Nãy giờ cho anh thua nhiều lắm đấy like em hả? Cảm ơn mèo hoang. Mãi lại tụt vào không lãi. Mình không, em xin lỗi nhà tôi. Lần đầu gặp nhau mà. Lần đầu gặp nhau mà máu quá. Ủa, sao bây giờ cuối live cũng khen em xin vậy? Sao đầu live mọi người không khen em xin đi? Sao giờ em đi về rồi mọi người mới khen em xin sao? Em xin lỗi Nhật ơi. Hẹn gặp anh lần sau. Cảm ơn mèo hoang. Hôm này hôm khác mà. Cảm ơn anh. Lẻ có quà hả? Vâng. Thiếu hai cái. Thiếu hai cái pháo hoa nữa. Ai cho em không? Cho đủ chục cái mọi người. Tấm ơi. Tấm cắm. Thiếu hai cái nữa em không cho em cho đủ à? Lẻ húp anh ơi. Lẻ có xe. Anh ơi lẻ có xe. Có lẻ luôn. Lẻ húp lẻ ba đỏ. Anh ơi. Alo anh ơi. Trời ơi anh lừa em rồi. Cảm ơn Nhật. Cảm ơn Nhật. Chúc em gặp nhiều may mắn. Ủa sao tự nhiên hôm nay được yêu thương thế.
Bỗng thấy mình thật đặc biệt. Chán hốt. Chán về Nhật ơi. Nhật ơi ở lại ráng gỡ nhá. Em xin lỗi. Hẹn gặp anh ngày mai vậy. Vâng. 57 rồi. Tự nhiên hôm nay cái làm em cảm thấy em đặc biệt quá. Chứ không tay nào chơi. Vâng, căn cầu. Chúc anh Nhật ở lại gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp anh ngày mai. Ngày mai anh có rảnh vào bàn ai chơi với em nhé, Nhật nhé. Lần đầu gặp mà báo anh quá. Hứa ngày mai sẽ không báo. Chẵn hút. Có chẵn ạ. Khen xinh cái cười suốt. Đúng rồi. Thì tự nhiên cuối la ai cũng vào khen xinh thì không cười. Tự nhiên cuối la ai cũng vào khen xinh thì không cười. Em cũng là con gái mà mọi người. Ai cũng khen em xinh thì em không cười được. Thôi cuối la đừng chửi em. Làm ơn em đang vui đừng chửi em nữa. Tấm cám ơi. Tấm cám ơi. Hai cái pháo hoa ông cho em thiệt hả? Không đi hả? Chạ, tứ. Tứ anh ơi. Nhìn ơi tứ. Trắng như ngọc trinh. Nhật ơi trắng như ngọc trinh nè. Nhật hút không anh? Các anh ơi tứ. Bắp tay em to. Không có đâu anh. Người em mà to gì. Tất cả mọi thứ đều hài hòa mà anh. Cảm ơn chị Lan. Tứ không ai hút phải ta mọi người ơi. Thế là không ai hút thật à? Một chiếc xe chia tay. Một chiếc xe cuối chia tay đi gì không? À, sao lại bắp tay to? Sốc nhiều quán bắp tay to đó anh. Đúng rồi. Sốc nhiều tay to đấy. Lại tay tay cuối mọi người em thay hạt. Yes ma'am. Lẹ tay. Tứ trả lẹ đi học. Em cảm ơn nhớ. Cho em nhiều may mắn á. Bánh cuối chia tay em nè. Cảm ơn nha. Cảm ơn Nhật.